Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh kiếm tiền online của mình. Sau mỗi video mà mình review, nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người để ủng hộ mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang web kiếm Zcash hoàn toàn miễn phí các bạn. Đó là trang web Zcash Faucet. Thì đường link tham chiếu ở trang web này mình để phía dưới phần mô tả video các bạn. Các bạn nhớ xem đến cuối video thì mình đủ mình rút tiền ở trên trang web này rồi, mình sẽ rút tiền ở trên trang web này luôn để xem trang web này trả tiền như thế nào ha. Rồi, thì trước khi hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản thì mình sơ lược một chút thông tin về trang web này. Thì đây là diện chính của trang web ha. Và nó có liên kết với chỗ trang web đánh giá Trustpilot ha, trang web đánh giá này khá là uy tín ha. Các bạn hãy bấm vào đây ha, có 619 review nè. Rồi, ok. Thì ở đây tổng số người tham chiến đang là 14.104 người và tổng số lượt Zcash kiếm được là khoảng 1.587.000 ha các bạn, và tổng số lượt rút đang là 6.153 lượt rút. Rồi thì ở cái phần mà giải đáp thắc mắc á, thì mình không thấy nó nói gì cái phần rút tiền ha các bạn, nó chỉ nói về phần hỗ trợ cũng như là cái cruci thôi, tức là cái web á. Rồi tiếp theo là về cái phần mà các hình thức kiếm tiền, có nói như là các bạn faucet nè, faucet claim nè. Cứ mỗi một lần concept thì các bạn nhận được 60 coin và cứ mỗi 5 phút thì các bạn claim một lần nha. Ở đây nó không để giới hạn ha các bạn, không biết bên trong thì sao. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ mà trang web giao cho các bạn, thứ ba là nhiệm vụ hàng ngày. Rồi ở đây là lịch sử rút tiền ha các bạn, đây nè, đó lịch sử rút tiền của những người chơi đó. Đây là 21.000 coin nè, 15.000 coin, cho nên cái đồng tiền nó quy chung là đồng coin các bạn, đồng coin trên trang web của nó ha. Rồi liệu mà nó khi mà các bạn rút về thì nó sẽ tự quy đổi ra Satoshi của Zcash ha. Rồi ok. Thì ở đây các cái phần hỗ trợ như là địa chỉ mail nè các bạn, địa chỉ mail của admin và địa chỉ mail của hai địa chỉ mail của admin ha. Rồi ở đây nó có Facebook, phần hỗ trợ của Facebook, Twitter, Google cũng như là Instagram ha các bạn. Rồi ok. Thì mình vừa sơ lược một chút thông tin về trang web này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản. Đầu tiên các bạn bấm vào chữ Get Started nè. Ok, sau khi các bạn bấm vào đây thì các bạn điền username, email, mật khẩu, sau đó các bạn là nhập lại mật khẩu, các bạn đồng ý với điều kiện điều khoản của nó, sau đó là các bạn là nhấn register. Sau khi nhấn register xong á thì các bạn vào địa chỉ email và hộp thư đến hoặc hộp thư spam á các bạn, nó sẽ gửi cho bạn một địa chỉ email để kích hoạt tài khoản nha. Các bạn click vào verify mail là ok. Rồi thì ở đây cá nhân mình đã có tài khoản rồi cho nên mình đăng nhập vào bên trong luôn các bạn, bấm vào sign nè. Rồi, ok. Rồi, thì như các bạn đã thấy ha, đây là giao diện chính khi chúng ta đăng nhập vào trang web Zcash Faucet. Thì mình sẽ sơ lược từng mục ở bên đây đối với các mục chính, các mục quan trọng và các mục kiếm tiền ha các bạn. Còn ngoài ra những mục nào mà không quan trọng thì các bạn đăng nhập vào đây để tìm hiểu thêm ha. Rồi, thì các bạn đã thấy ha, cái mình đang có là 1.019 coin, tức là cái số tổng mình đang có, năng lượng mình đang có là 78 và cái giới thiệu của mình là 0. Rồi đối với trang web này, ở ngoài cái phần giải đáp thắc mắc thì nó không để mình rút, tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra cái mình rút đối với thể loại trang web như thế này. Thì ở đây nó chỉ cho các bạn kiếm Zcash ha, một coin thì tương đương với 2 satoshi ha, các bạn cứ nhân lên 1.000 coin thì nó khoảng bao nhiêu đó. Rồi ok. Thì cách kiểm tra mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiểm tra mình rút. Thì ví dụ như các bạn là nhập đại số ở đây, ví dụ số 1 nè, sau đó các bạn là chọn địa chỉ ví, rồi sau đó bạn nhấn withdraw thì nó sẽ hiện là giá trị phải lớn hơn hoặc bằng là 1.000, tức là mình rút của nó là 1.000 coin. Ok. Rồi một điều hết sức lưu ý là đối với cái phần trang web Zcash này, nó chỉ hỗ trợ là rút quà ví Faucet Pay ha các bạn, ngoài ra nó không có rút quà ví khác ha. Nó để rõ ràng là Faucet Pay ha. Rồi ok. Thì một chút xíu mình sẽ rút tiền cho các bạn xem, để xem trang web này trả tiền như thế nào ha. Rồi thì đường link giới thiệu của bạn nằm ở đây. Bạn dùng đường link này mời bạn bè tham chiến thì bạn sẽ nhận được 10% cho tổng số tiền họ kiếm được ha các bạn. Rồi ok. Thì ở đây á, nó có đối với các khi các bạn là thực hiện kiếm tiền á, thì các bạn sẽ được lên cấp độ ha. Thì mình đang ở cấp độ 2 nè, còn khoảng 97% nữa mình lên cấp độ 3. Thì đối với cái phần lên cấp độ thì các bạn sẽ nhận được bonus ở đây nè. Đó. Mình đang nhận được bonus là 0.001% nè. Đó. Khi mà lên LV, lên cấp độ thì nó sẽ tăng cái LV này lên và cái bonus này nó sẽ cộng với phần faucet ha các bạn. Đó, chứ là faucet lem á. Rồi ok.
Ở đây cái phần đổi tiền để quảng cáo thôi. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm khi đăng nhập vào bên trong ha. Rồi thì mình giờ sẽ lượt một phần về cái phần bảng điều khiển ha. Tiếp theo là mục referral ha. Thì đối với mục referral này á, thì như các bạn thấy nãy mình đang có referral là không, tuy nhiên là mình vẫn cày chay kiếm đủ cái min rút của nó là 1.000 ha, khá là dễ dàng đối với trang web này ha. Rồi thì tương tự như hồi nãy thôi, trang web xin lỗi các bạn là đường link giới thiệu bạn nằm ở đây. Bạn dùng đường link mà bạn bè tham chiến thì bạn sẽ nhận được 10% trên tổng số tiền họ kiếm được ha. Rồi sau khi các bạn là có referral thì nó sẽ cập nhật tên ở đây. Rồi ok. Cái phần leaderboard này là cái xếp hạng người chơi đấy ha. Còn cái viết xanh contest này là về cái mục khảo sát tường trình, nói chung là những cái phần mà xếp hạng tuần đó các bạn. Rồi mục offer wall, offer wall này á là nơi giải khảo sát tường trình ha, và thường những cái mục này á thì các bạn tìm hiểu thêm giúp mình ha, mình không hướng dẫn mục này vì có cái phần có bên thứ ba can dự, nó không có, nó trả tiền không có uy tín ha, cho mình không có hướng dẫn bằng này. Rồi ok, tiếp theo là một phong xét. Thì đối với một phong xét này á thì do mình đã cấp độ 2 rồi cho nên là ở đây mình đang có là 0,001% bonus đó, bình thường nó sẽ là không phải, nó sẽ có 0% bonus ở đây, tuy nhiên mình đang ở cấp độ 2 cho nên ở đây đang là 0,001% bonus. Rồi thì đối với phần claim, cứ mỗi 5 phút thì các bạn claim một lần, các bạn sẽ nhận về là 60 coin, một ngày các bạn claim được là 100 lần. Ok thì các bạn claim đâu đó khoảng 15 20 lần là các bạn đủ min rút rồi ha, không cần thiết phải làm gì ha các bạn. Rồi ok thì mỗi lần claim thì mình sẽ được cộng thêm là 0,001% bonus. Rồi ok thì cách thức claim như thế nào, thì đầu tiên các bạn đặt dãy số theo thứ tự của nó trên này, ví dụ như là 3 2 6. Rồi sau khi xong thì các bạn là giải captcha của nó thôi, ở đây mình chọn create captcha V2 ha. Rồi sau đó các bạn nhấn get reward, rồi nó báo là trả cho mình 60 coin và nó cộng thêm cho mình là 0,001% bonus, thì cái mình nhận được là 0,0006 coin cộng vào đây, nó cộng dồn vào đây ha các bạn. Rồi ok thì 5 phút sau, hết 5 phút đếm ngược này, các bạn quay vào đây claim một lần nữa ha. Rồi đó là một forset claim. Tiếp theo là về một tục vô forset, thì để mà tức là các bạn là auto đó, cái là tự động nó forset đó, thì để mà thực hiện tục vô auto này thì các bạn mình chở cho bạn điều khiển cho bạn xem, các bạn cần phải có năng lượng ở đây ha, mình đang có 78 năng lượng ha, nếu các bạn hết năng lượng thì không có auto được. Rồi thì mình bấm vào phần trục vô faucet nè. Rồi sau khi xong á thì các bạn là đặt cái dãy chữ hoặc số theo tự của nó trên này, ví dụ như là cast nè, màu lion, rồi mình chọn cấp cho V2 ha. Rồi thì ở đây á là mình đang có 78 năng lượng nè các bạn, và mình sẽ nhận được 20 coin cho mỗi lần claim, và nó không giới hạn số lần claim ha, chừng nào claim hết năng lượng thì thôi. Mình nhận được là 0,001% bonus do mình đang ở cấp độ 2. Rồi sau đó nhấn collect your reward. Rồi ok, mình đã nhận được 20 coin nè các bạn. Và nó cộng thêm cho mình bonus là 0,002 nè, của cái phần 0,001 ở trên này. Rồi. Ok, thì mỗi một lần claim thì nó sẽ trừ mình 2 năng lượng ha, khi nào mình lên hết năng lượng thì thôi. Rồi, các bạn đợi đâu đó khoảng 30 giây thì các bạn quay lại lên một lần nữa. Rồi, thì đó là về phần reward process. Tiếp theo là về Shortlink. Thì bạn nào đã theo dõi video của mình nhiều á thì phần Shortlink này các bạn cũng khá là nắm rõ ha. Thì đối với cái trang web này hiện nay á, đỉnh đang cho mình là 41 Shortlink và mình sẽ nhận được là 5.120 coin và 377 năng lượng. Rồi, thì cách thức là để mà thực hiện cái giải Shortlink ngắn này như thế nào? Thì đầu tiên các bạn để ý nè, ở trên đây nè nó sẽ có 168 coin đối với cái phần mà FCLC ha các bạn. Và các bạn sẽ, nếu các bạn giải Shortlink ngắn này, các bạn sẽ nhận được 168 coin và 10 năng lượng. Và các bạn sẽ claim một ngày, hôm nay là mình sẽ claim được một lần nè, một trên một nè. Đây, nếu trường hợp mà xuất hiện 2 trên 2 như thế này thì đối với cái Shortlink ngắn này các bạn giải được 2 lần ha. Rồi, thì cách thức claim như thế nào? Các bạn bấm vào nút claim nè. Sau khi bấm vào nút claim á, nó sẽ chuyển các bạn đến cái trang giải Shortlink ngắn mình đang ở FCLC. Thì sau đó mình nhấn click here to continue. Rồi ok, sau khi xong thì nó chuyển các bạn đến trang FCLC tiếp theo, thì các bạn xác minh tôi không phải người máy nè. Rồi sau đó các bạn nhấn click here to continue. Rồi ok, sau khi nhấn click here to continue nó tiếp tục chuyển sang cái trang web khác mà nó vẫn nằm ở FCLC, tức là các bạn đang đi đúng hướng nha. Các bạn cứ đợi 10 giây, sau đó các bạn nhấn get link thôi.
Rồi, ok. Nó báo là đã trả cho mình 168 coin và vào cái ba lăng của mình ha. Là số tổng của mình là năm đây. Mình đang được 1267 coin nè. Rồi, tương tự như những cái phần shop link còn lại các bạn giải tương tự ha. Khi các bạn giải xong shop link thì nó sẽ tối như thế này ha. Nó để là 0 trên 1 nè. Tức là mình đã hoàn thành hết cái shop link của nó cho rồi ha. Đối với phần FCLC. Rồi. Thì đây nó trừ mình một shop link là còn 40 nè. Mình còn 4.952 coin và 367 năng lượng. Rồi ok, tiếp theo là một task. Một task này á là cái điều kiện mà trang web đưa ra để các bạn nhận coin của nó ha. Ví dụ như các bạn là review trên Just4Loss nè. Đó, các bạn là ví dụ như bây giờ mình dịch sang tiếng Việt nè, các bạn không hiểu có thể bấm dịch sang tiếng Việt đây. Đó với Chrome hoặc là Công Cốc vậy đó. Đó, các bạn đưa ra một bình luận dài dài vòng. Rồi không phải là hộp thư rác hoặc là gửi giả mạo một lần gửi cho một cái tài khoản như thế này nè. Các bạn đăng cái bài liên kết vào đây hoặc là các bạn là bình luận trên cái Foursquare Upvote này nè ha, sau đó bạn là dán cái tên người dùng vào đây. Đó, ok, các bạn bấm vào hành là xong. Thì các bạn tìm hiểu thêm ha, đó như mục này thì mình cũng chưa làm thử như lần nào nữa. Tuy nhiên là đó là cái điều kiện mà trang web đưa ra ha. Rồi ok, thì tiếp theo là một sponsor. Thì cái mục này là xem quảng cáo thôi các bạn. Đó, thường nó trùng với cái mục mà các cái mục BTC mà trước đó mình có từng làm nhiều video giới thiệu cho các bạn đó. Thì đối với hiện nay nó đang cho mình hai cái quảng cáo và mình sẽ nhận được 100 coin. Thì đối với quảng cáo này nè thì mình sẽ nhận được 50 coin và mình phải xem 5 giây. Thì cách thức xem như thế nào, các bạn bấm vào nút go nè. Rồi sau khi bấm vào nút go thì các bạn nó sẽ chuyển các bạn đến trang quảng cáo và các bạn đợi khoảng 5 giây. Sau khi hết 5 giây này á thì các bạn giải cái captcha của nó. Ví dụ như ở đây mình captcha 3 thì các bạn nhấn verify nè. Rồi, sau khi nhấn verify xong thì nó báo là nó xem thành công mình nhận 50 coin nè ha. Và mình ở đây còn một quảng cáo và 50 coin nằm ở đây. Thì giờ đối với cái trường hợp còn lại các bạn thực hiện tương tự như trường hợp đầu tiên mình mới làm ha. Rồi, tiếp theo là một Achieve Payment. Thì đối với cái mục này là nhiệm vụ hàng ngày thôi các bạn. Mình ví dụ các bạn là file set claim 25 lần. Khi các bạn claim đủ 25 lần á thì ở đây nó xuất hiện là 25 trên 25. Hồi đó mình file set một lần rồi để là 1 trên 25 này các bạn. Khi các bạn mà đạt 25 trên 25 thì đây nó sẽ xuất hiện một dấu tích. Các bạn cứ check vào đây. Sau khi đủ 25 lần theo nếu yêu cầu á, thì các bạn sẽ nhận được 10 năng lượng và ở đây sẽ không để gõ số coin nữa ha. Bị khuất rồi các bạn. Rồi. Tương tự, ví dụ như các bạn giải 10 shot link thì các bạn sẽ nhận được 10 coin và cái dấu tích nó sẽ hiện đây khi mà ở đây đạt 10 trên 10. Những phần còn lại các bạn tham khảo thêm ha, nhiệm vụ nó đưa ra ha. Rồi. Tiếp theo là cái phần mà tái sinh nè. Thì cái phần này là một mà các bạn nạp tiền vào đây quảng cáo thôi ha. Cái này các bạn hãy vào đây để tìm hiểu thêm. Tiếp theo là một account. Account này á, là nơi các bạn làm thay đổi là mật khẩu cũ thành mới ha. Các bạn điền mật khẩu cũ vào đây. Sau đó các bạn nhập mật khẩu mới, nhập mật khẩu mới. Các bạn nhấn send là xong. Rồi. Tiếp theo là một history. History này á, là nơi mà các bạn có thể quản lý về cái phần mà các bạn là file set hàng ngày nè. Dù mình mới file set cách đây khoảng 6 phút trước nè. Giải shop link ngắn 3 phút trước và xem quảng cáo là 1 phút trước. Off thì mình không có giải cho nên đây nó trống ha. Và cái mục rút tiền. Rồi, ok. Thì mình vừa sơ lược xong về cái phần kiếm tiền ở trên trang web Zcash Faucet. Thì tiếp theo là đến cái phần rút tiền ha. Thì để rút tiền các bạn trở vào bảng điều khiển nè. Rồi, sau đó là các bạn là ở đây á, nếu mà này, sau này nó phát triển nó có thể là phát triển thêm đội coin để các bạn rút thì các bạn sẽ vô đây để chọn ha. Còn nếu không thì nó vẫn giữ nguyên là Zcash như thế này. Thì bây giờ mình rút cái min của nó đi là 1.000 để xem cái trang web này trả tiền liền không các bạn. Sau khi đặt lệnh rút xong thì các bạn lấy địa chỉ ví dán vào đây. Thì các bạn lấy cách cách thức lấy địa chỉ ví như thế nào thì các bạn vào ví Faucet Pay nè. Sau đó các bạn vào deposit. Các bạn chọn đến cái đồng coin là Zcash. À đây, hai các bạn. Zcash nè. Rồi, thì các bạn click chuột vào đây. Sau khi click chuột vào đây nó xuất hiện chữ copy. Thì các bạn trở về cái trang Zcash Faucet, các bạn dán địa chỉ ví vào đây. Rồi sau khi kiểm tra đúng đủ đúng địa chỉ ví như là đủ số tiền của đủ cái min rút ha. Thì các bạn là nhắn withdraw. Rồi thì nó báo là đã trả chuyển tiền thành công các bạn. Và nó trả cho mình là 2.000 Satoshi. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ mở cái lịch sử của trang web trước.
Đây nè các bạn, cách đây khoảng 16 giây trước mình có đặt lệnh rút là khoảng 1.000 coin đó các bạn, thì tương đương là được là 2.000 satoshi của đồng Zcash, thì nó báo là đã chấp nhận ha. Rồi thì bây giờ mình kiểm tra địa chỉ ví bên phần PhoneSetPay thôi. Trả lại bản điều khiển nè. Rồi các bạn thấy nè ha, Zcash PhoneSet nè. Đó, nó trả cho mình là 2.000 satoshi nè ha. Về ví PhoneSetPay của mình vào ngày 30 tháng 5 2021 nè các bạn. Rồi, ok. Thì mình vừa giới thiệu xong cho các bạn trang web kiếm Zcash cũng như là rút tiền trực tiếp cho bạn xem, thì trang web này trả tiền ngay lập tức ha, là min rút cực kỳ thấp ha các bạn. Rồi, ok. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm các cái trang web kiếm tiền tương tự như trang web Zcash bằng cách là vào kênh của mình, sau đó bạn bấm vào danh sách. Thì đây nó có nhiều mục để các bạn lựa chọn trang web xem quảng cáo kiếm tiền hoặc là các trang web claim ha các bạn. Rồi, ok. Thì video mình kết thúc tại đây. Thì đối với phần trang web này, đường link tham chiến mình để phía dưới phần mô tả video các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy để comment bên dưới video. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bạn.